đếm like của người dùng. Trong ngày mùng 10 tháng 10 vừa qua, người dùng Facebook tại Việt Nam đã không thể thấy được chi tiết số người thích một bài đăng. Ngoài ra, mọi bài viết chỉ hiện thị tối đa 10.000 lượt tương tác. Không rõ đây là lỗi hay Facebook tại Việt Nam đang thử nghiệm thay đổi nào nhưng trong ngày mùng 10 tháng 10, người dùng mạng xã hội này trong nước đã không còn xem chi tiết được những ai đã thích bài viết. Khi bấm vào danh sách chi tiết người tương tác, người dùng chỉ thấy được những ai đã thích bài viết. Bộ đếm lượt thích đã không còn xuất hiện. Fanpage của một nghệ sĩ lớn chỉ đếm tới 10.000 lượt tương tác không còn hiển thị số lượng người thích bài viết tình trạng này xảy ra với cả người dùng ứng dụng di động và phiên bản trên trình duyệt web tới thời điểm này mạng xã hội lớn nhất thế giới vẫn chưa đưa ra thông tin nào về tình trạng này với người dùng tại việt nam trước đó tại một số khu vực trên thế giới mạng xã hội này đã thử nghiệm ẩn bộ đếm lượt thích trên cả facebook và instagram mạng xã hội cho biết việc ẩn bộ đếm lượt thích có tác dụng giúp người dùng giảm áp lực khi tham gia mạng xã hội tại những khu vực được thử nghiệm phản ứng của người dùng là tương đối tích cực